Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo, hello nha, chào mọi nhà, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đến người nha. Xin chào anh em game hẹn tại đại chiến mình từ đường phố đây bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video vẻ like, share, đăng kênh cũng phải mình xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật tất cả quà code cũng như là code dùng chung mới nhất của Lamy anh em. Ngoài ra thì ở video ngày nay tôi sẽ còn dư vài code của sự kiện Tết Xung Pầy nên tôi sẽ làm đốt trong video. Ngoài ra thì anh em mà có dư và đang chưa dùng tới hoặc là đang còn dư có code đấy thì nếu có lòng thì có thể email Facebook gửi cho tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một số anh em đang có lòng gửi cho thì chỉ biết đừng liên hệ thì hay bình luận trên kênh thì anh em nào mà có thì cứ gửi qua Facebook nhá. Link Facebook tôi để dưới phần mô tả đấy. Facebook tôi trên trang Hiếu anh em nhá. Nếu bạn nào có lòng thì cứ gửi qua, tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi lấy về chúng ta anh em thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, đâu ra thì chúng ta tập trung vào vấn đề hôm nay anh em. Xem nào, thằng này sao vượt. Ui. Thằng này sao còn nhiều map chưa vượt thế nhờ. Được của nó anh em. Rồi từ từ đi anh em. Ok, giờ chúng ta đi qua bên fanpage xem bên fanpage hôm nay có gì hot không anh em. Hôm nay là ngày lễ Valentine, chắc hôm nay chắc có sự kiện Valentine đấy anh em. Theo cá nhân tôi nghĩ là vậy anh em. Ok, chơi Nami đăng thì khả năng tối đêm khuya Nami đăng các bạn cũng chưa biết được. Nói chung thì hóng hết thôi anh em. Giờ thì ngồi hóng thôi. Ok anh em, quay trở lại in game nào. Chúng ta đầu tiên đi hốt quà các bạn đây. Phần quà xịn sò bò anh em, siêu ngon. Đó, phần quà siêu ngon luôn các bạn, siêu ngon chớp dẫn, hốt quà về trước anh em. Rồi ok, sau khi hốt quà về chúng ta mua nhóm quẩy con đạc này nào. Ok. Rồi. Nói chung thì khả năng hôm nay thì chúng ta trong sự kiện này thì khả năng chỉ có sự kiện quà Valentine thôi anh em. Nên tôi nghĩ là chỉ có Valentine hay Valentine tùy mỗi người đâu. Bạn nào hính có thai thì Valentine, nào muốn quà thì Valentine, yêu thì là team. Ok, hôm nay thì chú anh em có gì sự kiện đặc biệt chưa? Này, khốn thật mấy bạn giờ không có người yêu nói đến nghe đau lòng ạ. Cái tim bên trái cứ quặn thắt lên. Đúng không ạ? Rồi, bỏ qua vấn đề đây anh em, chúng ta tập trung vào chuyên môn quẩy game rồi anh em. 20k kim cương, 33k kim cương ạ. Tuần này tính ra nó thật các bạn, tôi khuyên trái lên tiêu rồi anh em. Tiêu giờ thì có phí rồi. Thật sự luôn, tuần này anh em mà có tiêu kim cương là chỉ có không phát thì ném vàng ra khỏi cửa thôi anh em. Tốt nhất là không lên tiêu. Thật sự luôn. Lời khuyên chân thành đến từ một chuyên gia đó là tuần này chúng ta không nên tiêu nhìn nhiều, đặc biệt là kim cương anh em. Có thích thì đập ít thùng bia chơi thì đập. Thế thôi chứ tuần này không có hoa kiếm được nhiều tầng bia đâu anh em. Thế nên là các bạn cân nhắc trong việc tiêu xài cũng như quẩy kiếp sự kiện. Đó. Để tránh trường hợp tuần sau hay tuần tới mà có ra cái gì ngon là còn không chơi được. Ok. một hai ba bốn năm sáu rồi rồi ngon lành các bạn, lượm luôn hay là làm quà trang bị nhỉ, thu hoán đổi này anh em. Ô không có luôn à, thôi được rồi, giờ chúng ta đập cúp bia vàng đầu tiên anh em, để xem túi còn dành trốn đó. Thoải mái các bạn, đập cốc bia vàng đi, đập chạm cốc bia vàng trước. Rồi, còn dư lại 20 cốc là được. Ngồi chơi chơi này, quẩy sự kiện chơi thêm thôi anh em, đó. Zero Funky, tiếp tục nào. Đây nào. Ok, tới luôn đi các bạn. Rồi. Ok, quay tăng Urge. Tiếp tục nào. Tiếp tục. Mở nào, ai đây? Phanh cây à. Nhận quà 10 thùng bia đây anh em, tuyệt vời. Giờ về quẩy nào. Chiều mộ quay được 110 thùng bia rồi anh em, ngon. X10 Lamikung, một cháu Robin,
Anh chị ui hai cháu x2 luôn anh em, ngon. Lơm. Nợm quà luôn anh em, quà đầu tiên ạ. À. Vừa vào phát nợm ngay được hai cháu rồi các bạn. Chắc là hết luôn rồi đấy, Diamante. Tiếp tục nào. Usopp cưng. Tới tiếp X10. Ok, tiếp tục nào anh em, X10 nào. Hero. Apple à. X1. X10. Peppo. Lại X1 anh em, lại X10 ạ. X10. Wow. Chopper. Uầy. Ngon anh em, được 3 cháu ngon các bạn, trăm thùng được 3 cháu anh ngon ấy nhờ. Nhận quà 30 copy vàng nữa thôi à. 30 copy vàng nữa thôi. Kim cương này. Rồi nhận quà anh em, lượm quà. Ok. Túi nào 313 trái ác quỷ. Ok, cửa hàng nào. Ok, một cái nợm luôn. Hai cái rồi. Xem nào, thông minh quá đây. Big Mom có một cháu. Suzuki Oden có hai cháu à. Katang hai cháu. Ok, cho Oden lên đi. Thằng này hôm nay cho Oden lên anh em. 1, 2, 3, 4. Cho Oden lên anh em. Buồn buồn thôi, làm quả trang bị về cho Oden giờ. Cũng hợp lý anh em nhờ. Làm quả bộ kiếm sĩ về cho Oden chơi anh em. Lên, rồi. 1, 2, 3, 4. Lên nào. Nói chung thì cũng không lên nhiều đâu anh em, nhưng mà trước mắt là lên 9 sao các bạn nhé. Đến 9 sao sạc thôi. Đây là level 209 sao thôi các bạn. À quên, có một form lên 8 sao chứ. Có một form lên 8 sao thôi anh em. Thế này thì hơi yếu nhờ. Nghe hơi khó khăn đấy. Rồi túi nào. Quyền này mới là cầm nhận đến ai rồi ta. Quyền này cầm nhận đến ai rồi. Ôi đến Big Mom rồi à. Để đem sao cho Oden anh em. Form 10 sao này. Form 9 sao này. Đấy, cái đây để trông sao cho Oden anh em. Rồi đổi luôn. Rồi các bạn cứ bình tĩnh nhá. Từ từ đợi tôi 5 giây anh em. Trích đồ đã. Rồi trang bị. Rồi trang bị các bạn. Rồi. Rồi trang bị ra các bạn. Rồi rồi trang bị ra. Nên tôi làm lại trang bị cho nàng này luôn anh em. Túi đồ. Đồ sói xám này lên anh em. Đồ sói xám này. Đó, tình này cho nên đồ sói xám anh em. Rồi ok. Sự kiện. À. Ok, một bộ Hải Âu này. Một bộ kiếm sĩ luôn anh em. Đấy, đem một bộ kiếm sĩ nữa luôn. Đó, một bộ Hải Âu, bộ kiếm sĩ anh em. Thế thôi. Căng đét. Hai món. Hai món. Quần này như được một món thì phải. Cũng hai à. Cái giày à. Nên nào. Hai món. Tuyệt vời anh em. Rồi, ngon lành. Wow, tuyệt vời anh em. Mở form nào. Oden luôn thì đẹp. Luffy PM. Namikun. Rồi. Chơi luôn các bạn. Hai món bảo bối mới. Kiếm con hàng mới nào. Ok, đây Sabo tôi thấy có mấy cháu là lên luôn anh em. Món gì đây? Chạy luôn à, chạy của Sabo luôn anh em. Thẻ bài, món gì tiếp đây?
súng, được rồi, súng thần công. Ok các bạn. Ê, từ từ từ. Nếu tôi nhìn không nhầm thì trong túi đang có một cháu Suzuki Oden. Tuyệt vời. Rồi. Ok, Oden chết đi. Trang bị vô. Dùng tạm súng tấn công đi. Ok, 1, 2 này, ngon lượm luôn các bạn. Đấy, lên. Rồi. Bỏ đâu? Vô đây anh em. Lên luôn. Hết rồi đúng không? Rồi, lành các bạn. Đấy. Lên nào. Em đủ úp rồi anh em. Tạm thời thôi, tạm thạm này thôi. Chúng lên cho vui thôi. Kim cương nó về đội. Lên cho vui thôi anh em, chứ không ăn thua. Chúng lên vui vui thôi anh em, không thua. Qua để boss phát à. Hai này chỉ nhắn còn boss anh em. Rồi. 2, 3, 4, 5. Tới nào. Thuyền, Sunny 500k. Ôi dồi, giờ đánh mấy con này lại nghe vui thế nhờ. Ôi dồi, cô đen chém nghe được nhờ. Ok, hàng này chưa bỏ qua được à. Ôi dồi, còn mỗi hai cháu đánh được anh em. Còn mỗi hai cháu đánh được chứ mấy. Hàng này chưa cho bỏ qua nữa các bạn. Thôi, giờ đánh quen mấy hàng bỏ qua rồi anh em. Đấy mấy con này không cho bỏ qua anh em tức tay ghê ạ. Ôi dồi, cũng không chịu được mấy nhờ nữa đâu anh em. Ui, cô đen chắc cân rồi anh em. Cô đen chắc cân đến lượt cuối luôn các bạn. Ừ, Oden cái này chắc cân ở lên lượt cuối anh em. Nhìn khả năng cao đấy các bạn. Wow wow wow. Được các bạn, được của nó luôn anh Oden. Nhưng mà đánh không được bao nhiêu sát thương các bạn. Nhưng mà đánh không được bao nhiêu sát thương đâu anh em. Nhưng mà nói chung thì cũng được các bạn, cân này là ngon rồi. Ok. Ồ, được 8k. Ôi, đã 8 ờ. Đâu? Ừ, gọi vậy đây anh em. Không ăn thua. Nói chung là không ăn thua anh em. Nâng cấp nào. Wow wow wow. Con này nâng tàu à. Lên anh em. Lên được rồi, lên thôi. Thắng tiến sông pha rồi anh em. Đấy, bao nhiêu quà sự kiện giờ thì việc đẩy thôi anh em. Sướng. Trời ơi. Ngon lành mà úp con thuyền à. Con đạc này sướng ghê anh em. Lại cảm giác lại như thời mới bắt đầu anh em. Lâu lắm rồi chúng ta lại có cảm giác này. Không biết các bạn thấy sao chứ tôi vậy. Để lâu lắm rồi mới cảm giác như kiểu hồi mới chơi ấy nhờ. Đỉnh thật sự các bạn. Rồi. Pool. Pool luôn anh em. Pool chắc pool luôn. Tiếp tục. Pool hết anh em. Pool hết. Tầm này là pool hết các bạn. Đúng không? Chắc là đủ các bạn hên xui. Mong sao đủ các bạn. 29-30. Rồi. Yo, ngon anh em. Pool đi, pool đi. 29-30. Rồi. Chúng ta anh em đẩy HP trước. Đó, tầm này chỉ có đầy HP thôi anh em. Rồi, còn lại đầy công tí. Đó, ngon lành các bạn. Có quả thuyền ra trận giờ đánh gọi là ngon lành. Thuyền đâu vô. Suzuki Oden ra trận. Đó, tuyệt vời anh em. Đó, gọi được của nó luôn anh em. Chù, tuyệt vời. Ok, tôi sẽ trở lại với con hàng này vào clip sau. Và đó, clip này kết thúc đây nhé. Hẹn gặp lại theo giờ thì bye bye.